Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa bài tập của tuần 22 Vẻ đẹp quanh em của quyển sách Bài tập tuần tiếng Việt lớp 2 tập 2 Cuốn kết nối tri thức với cuộc sống. Trong tuần 22 này các em hãy chú trọng vào những kiến thức trọng tâm như sau. Thứ nhất là các em hãy luyện viết chữ hoa. Thứ hai là các em hãy tự giới thiệu về bản thân mình này và mở rộng vốn từ về thiên nhiên, từ ngữ chỉ thời gian, từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm và câu nêu đặc điểm. Và một phần kiến thức quan trọng nữa là chúng ta hãy luyện viết đoạn văn kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia. Sau đây, cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần đọc hiểu. Trong phần đọc hiểu này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài đọc Cây Phượng Già và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài đọc Cây Phượng Già một lần. Cây Phượng Già thế là sắp mất. Năm tháng qua đi, gốc phượng xù xì, cành lá sum suê rợp mát cả một vùng. Mùa xuân, cây trổ ra những nhành lá tươi non như lá me chua. Hè đến, lá cây chuyển sang màu xanh sẫm và những chùm hoa bắt đầu khoe sắc thắm. Mùa hè, bọn trẻ được nghỉ học, cây phượng là cả một thiên đường. Bọn con trai chơi chọi gà bằng hoa phượng, rồi trèo lên cây bắt ve đem xuống dỗ em. Để còn rộng cẳng đá cầu, đá bóng. Dưới bóng phượng rợp mát, lũ con gái chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan. Giờ thì cây phượng sắp bị chặt. Tuấn hỏi, thế cậu có biết tại sao xã lại chặt cây phượng không? Chú Tâm nói xã sẽ làm đường bê tông liên xóm. Trục đường chính phải đạt tiêu chuẩn rộng 4 m nên phải hạ cây. Phải cứu lấy cây phượng, nhưng cứu bằng cách nào? Hà ngập ngừng. Chúng mình chỉ là một lũ trẻ con, ừ nhỉ, cả bọn ngẩn ra nhìn nhau. Các em sau khi đã cùng cô đọc xong bài đọc Cây Phượng Già rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Câu 1. Loài cây nào được nhắc đến trong đoạn văn? A. Cây đa, B. Cây phượng già, C. Cây si, D. Cây gạo. Vậy để trả lời cho câu hỏi số 1 thì chúng ta lại quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 1 các em nhé. Ngay ở câu văn đầu tiên của bài đọc Cây Phượng Già, chúng ta đã biết được là loài cây được nhắc đến trong bài đọc ở đây chính là cây phượng rồi đúng không nào các em? Tên của bài đọc cũng chính là cây phượng thì chắc chắn rằng loài cây được nhắc đến trong bài đọc chính là cây phượng rồi đấy các em ạ. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi loài cây nào được nhắc đến trong đoạn văn ở đây chính là cây phượng già các em ạ. Vậy, câu trả lời đúng ở đây chính là đáp án B, cây phượng già các em nhé. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Câu 2, điều gì sắp xảy ra với cây phượng? A. Cây phượng sắp bị chặt. B. Cây phượng sắp chết vì khô héo. C. Cây phượng bị đưa đến nơi khác. D. Cây phượng bị bật gốc. Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 2 thì một lần nữa cô và các em sẽ cùng nhau quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 2 các em nhé. Chúng ta hãy cùng cô đọc bắt đầu từ câu dưới bóng phượng rợp mát cho đến câu thế cậu có biết tại sao xã lại chặt cây phượng không để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 2. Dưới bóng phượng rợp mát, lũ con gái chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan. Giờ thì cây phượng sắp bị chặt. Tuấn hỏi, thế cậu có biết tại sao xã lại chặt cây phượng không? Vậy thì đọc đến đây chắc hẳn các em đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 2 là điều gì sắp xảy ra với cây phượng rồi đúng không nào các em? Câu trả lời ở đây chính là giờ thì cây phượng sắp bị chặt. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi ở đây chính là cây phượng sắp bị chặt. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án A các em nhé. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi số 3. Câu 3. Cây phượng có ý nghĩa như thế nào với bọn trẻ? A. Là nơi rợp mát, vui chơi của bọn trẻ. B. Là cây cổ thụ già nhất trong làng. C. Hoa phượng đỏ làm đẹp quê hương. D. Cây phượng gắn liền với tuổi học trò. Để trả lời được cho câu hỏi số 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 3 các em nhé. Các em hãy cùng cô đọc đoạn văn đầu tiên để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 3. Cây phượng già thế là sắp mất,
Năm tháng qua đi, gốc phượng xù xì, cành lá sum suê rợp mát cả một vùng. Mùa xuân cây trổ ra những nhành lá tươi non như lá me chua. Hè đến, lá cây chuyển sang màu xanh sẫm và những chùm hoa bắt đầu khoe sắc thắm. Mùa hè, bọn trẻ được nghỉ học, cây phượng là cả một thiên đường. Bọn con trai chơi chọi gà bằng hoa phượng, rồi trèo lên cây bắt ve đem xuống dỗ em để còn rộng cẳng đá cầu, đá bóng. Dưới bóng phượng rợp mát, lũ con gái chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan. Vậy thì đọc đến đây thôi, chắc hẳn các em đã biết rằng cây phượng có ý nghĩa như thế nào đối với bọn trẻ rồi đúng không nào các em? Đó chính là cây phượng là bóng mát hay còn là chỗ vui chơi của bọn trẻ con các em ạ. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi cây phượng có ý nghĩa như thế nào với bọn trẻ thì cây phượng chính là nơi rợp mát, vui chơi của bọn trẻ. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi số 4. Câu 4 là lũ trẻ cảm thấy thế nào khi cây phượng sắp bị cắt? Để trả lời được cho câu hỏi số 4 này thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời các em nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc câu cuối của bài đọc cây phượng già để tìm ra câu trả lời. Phải cứu lấy cây phượng nhưng cứu bằng cách nào? Hà ngập ngừng, chúng mình chỉ là một lũ trẻ con. Ừ nhỉ, cả bọn ngẩn ra nhìn nhau. Vậy thì qua câu văn trên các em có thể cảm nhận được là lũ trẻ cảm thấy như thế nào khi mà cây phượng sắp bị chặt không các em? À, theo cô thì lũ trẻ cảm thấy rất là buồn, muốn cứu lấy cây phượng già nhưng không thể làm được gì vì chúng chỉ là những đứa trẻ con thôi. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi số 4 ở đây chính là lũ trẻ con cảm thấy rất là buồn, muốn cứu cây phượng già nhưng không làm được gì vì chúng chỉ là những đứa trẻ con. Các em hãy cùng cô ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Câu trả lời ở đây là lũ trẻ cảm thấy rất buồn. Lũ trẻ cảm thấy rất buồn. Muốn cứu cây phượng già nhưng không làm được gì. Muốn cứu cây phượng già nhưng không làm được gì. Vì chúng chỉ là những đứa trẻ con. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 4 các em ạ. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Tiếp sau đây cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang câu số 5. Bài tập ở câu hỏi số 5 này chính là một bài nối. Chúng ta sẽ cùng nhau nối cột ở phía bên tay trái với cột ở phía bên tay phải để được một câu văn hoàn chỉnh đúng với nội dung của bài đọc các em nhé. Cô sẽ có mùa hè, con gái, con trai, còn cột bên tay phải cô có lá cây xanh sẫm và hoa bắt đầu khoe sắc thắm. Chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi chọi gà bằng hoa phượng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nối các em nhé. Mùa hè ở đây thì chắc chắn là lá cây sẽ xanh sẫm và hoa thì bắt đầu khoe sắc thắm rồi. Chúng ta hãy nối vào các em nhé. Thứ hai là con gái. Con gái ở trong bài đọc này thì chơi chuyền, nhảy dây và chơi ô ăn quan. Các em hãy nối vào giúp cô. Thứ ba là con trai. Con trai ở đây thì chơi chọi gà bằng hoa phượng. Các em hãy nối vào giúp cô. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong bài nối rồi các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại để thành một câu văn hoàn chỉnh đúng với nội dung của bài đọc các em nhé. Mùa hè thì lá cây xanh sẫm và hoa bắt đầu khoe sắc thắm. Con gái thì chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan. Còn con trai thì chơi chọi gà bằng hoa phượng. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong câu hỏi số 5 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào vở bài tập của mình.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 ở đây là: dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống trang 37, em hãy viết 3 đến 5 câu kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống. Để làm được câu hỏi số 6 này thì thứ nhất là các em có thể dựa vào các gợi ý ở trong sách giáo khoa để viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc là đã tham gia. Thứ hai là cô và các em sẽ cùng nhau đi phân tích sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Ở trong phần phân tích có sơ đồ tư duy này và có các từ ngữ then chốt thì các em sẽ dễ dàng để viết được một đoạn văn hoàn chỉnh từ 3 đến 5 câu để kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc là em đã tham gia ở nơi mà các em đã sống. Cô có một sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt như sau. Ở đây cô sẽ có 5 câu hỏi gợi ý như sau. Câu hỏi thứ nhất, một việc em đã chứng kiến hoặc tham gia là việc gì? Thứ hai, có những ai tham gia? Câu hỏi thứ 3, những người tham gia đã làm gì? Câu hỏi thứ 4, kết quả của việc làm đó như thế nào? Và câu hỏi thứ 5, em có cảm xúc gì khi chứng kiến hoặc tham gia việc đó? Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt cho 5 câu hỏi gợi ý này các em nhé. Các em lưu ý là với mỗi một câu hỏi gợi ý như vậy thì chúng ta sẽ được một câu trả lời gợi ý. Và với một câu trả lời gợi ý thì các em có thể viết được một câu văn hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cho câu hỏi gợi ý số 1. Câu hỏi gợi ý số 1 ở đây là: một việc em đã chứng kiến hoặc tham gia là việc gì? Và câu trả lời gợi ý của cô ở đây là: một việc mà em đã tham gia ở đây chính là tham gia dọn vệ sinh cho khu phố của mình. Và câu hỏi gợi ý số 2 là: có những ai tham gia? Thì cô có một câu trả lời gợi ý là: em và các bạn nhỏ trong khu phố đã tham gia vào hoạt động dọn vệ sinh của khu phố. Vậy là dựa vào 2 câu hỏi gợi ý và 2 câu trả lời gợi ý thì cô có thể viết được 2 câu văn để kể về một sự việc em đã tham gia. Cô có 2 câu văn cụ thể như sau. Sáng chủ nhật, em cùng các bạn nhỏ tham gia dọn vệ sinh khu phố. Sáng sớm, các đi giúp em. Sáng chủ nhật, em cùng các bạn nhỏ đã tham gia dọn vệ sinh khu phố. Vậy là dựa vào 2 câu trả lời gợi ý như vậy thì cô đã viết được câu văn hoàn chỉnh rồi các em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Những người tham gia đã làm việc gì? Và cô có câu trả lời gợi ý là quét rác này, thu gom rác này và nhổ cỏ dại. Và với câu trả lời gợi ý này thì cô được một câu văn hoàn chỉnh như sau. Mỗi người một việc, nào là quét rác, thu gom rác, nhổ cỏ dại. Vậy là cô đã viết được cho mình 3 câu văn để kể về việc mà em tham gia vào hoạt động dọn vệ sinh khu phố rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi gợi ý số 4. Kết quả của việc làm đó như thế nào? Và cô có câu trả lời gợi ý như sau là khu phố trở nên sạch sẽ và không còn rác nữa. Với câu hỏi số 4 này thì cô sẽ được một câu văn hoàn chỉnh như sau. Chỉ mất nửa buổi sáng là khu phố nhỏ đã sạch sẽ và không còn cọng rác nào. Vậy là cô đã viết được cho mình 4 câu văn để kể về việc em tham gia vào hoạt động dọn vệ sinh của khu phố rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi cuối cùng. Em có cảm xúc gì khi chứng kiến hoặc tham gia việc đó? Và cô có 2 từ gợi ý như sau là cảm xúc là rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và cô sẽ có một câu văn hoàn chỉnh để nói lên cảm xúc khi tham gia hoặc chứng kiến một việc gì đó là chúng em rất vui vì đã góp phần làm đẹp khu phố. Vậy là dựa vào 5 câu hỏi gợi ý và 5 câu trả lời gợi ý là cô cũng có thể dễ dàng viết được một đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về một sự việc mà đã chứng kiến hoặc là đã tham gia ở nơi em sống rồi. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa 5 câu hỏi và 5 câu trả lời gợi ý. Các em hãy nhớ ghi lại vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Câu hỏi thứ nhất, một việc em đã chứng kiến hoặc tham gia là việc gì? Câu trả lời của cô đó là em đã tham gia vào việc dọn vệ sinh của khu phố. Câu hỏi số 2, có những ai tham gia? Và cô có câu trả lời là có em và các bạn nhỏ trong khu phố cùng tham gia. Câu hỏi số 3, những người tham gia đã làm việc gì? Và cô có câu trả lời là những người tham gia đã quét rác, thu gom rác và nhổ cỏ dại. Câu hỏi số 4, kết quả của việc làm đó như thế nào?
Và cô có câu trả lời là khu phố đã trở nên sạch sẽ và không còn rác nữa. Và câu hỏi số 5, em có cảm xúc gì khi chứng kiến hoặc tham gia việc đó? Thì cảm xúc của em là rất là vui và hạnh phúc. Vậy là dựa vào những câu hỏi gợi ý và những câu trả lời gợi ý thì cô cũng đã viết cho mình được một đoạn văn từ 3 đến 5 câu để kể về việc mà đã tham gia dọn vệ sinh ở khu phố. Các em hãy lắng nghe đoạn văn của cô nhé. Sáng chủ nhật, em cùng các bạn nhỏ tham gia dọn vệ sinh khu phố. Sáng sớm, em chuẩn bị cho mình một cây chổi. Mỗi người một việc, nào là quét rác, thu gom rác, nhổ cỏ dại. Chỉ mất nửa buổi sáng là khu phố nhỏ đã sạch sẽ, không còn cọng rác nào. Chúng em rất vui vì đã góp phần làm đẹp khu phố. Vậy là chúng ta đã cùng nhau chữa xong câu hỏi số 6 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này vào vở bài tập của mình, bởi vì đây là một phần rất là quan trọng, nó có thể giúp các em viết đủ một đoạn văn hoàn chỉnh từ 3 đến 5 câu để kể về một sự việc mà em đã chứng kiến hoặc là đã tham gia ở nơi em sống. Tiếp sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 7. Câu 7, em hãy điền từ thích hợp để nói về những sự vật dưới đây. A là đồng lúa thế nào? B là cây tre thế nào? Vậy thì theo em, đồng lúa thì như thế nào các em nhỉ? À, đồng lúa ở đây thì sẽ có đặc điểm là có màu vàng này. Thì chúng ta có thể viết một từ thích hợp là đồng lúa thì chín vàng, còn cây tre thì xanh gì? Vậy cô sẽ có câu trả lời như sau. Đồng lúa ở đây thì chín vàng, còn cây tre ở đây thì xanh gì? Vậy là chúng ta đã tìm được hai từ ngữ để nói về sự vật là đồng lúa và cây tre rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi số 8. Câu 8. A. Em hãy gạch chân vào từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn dưới đây. Các em hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn. Năm tháng qua đi, gốc phượng xù xì, cành lá sum suê rợp mát cả một vùng. Mùa xuân, cây trổ ra những nhành lá tươi non như lá me chua. Để trả lời được cho ý A của câu hỏi số 8 thì cô và các em sẽ cùng nhau đi ôn lại kiến thức của từ ngữ chỉ đặc điểm. Chúng ta sẽ có từ chỉ đặc điểm về màu sắc như là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Từ ngữ chỉ đặc điểm về hình dáng, kích thước như là to, lớn, bé, nhỏ này hay dài, rộng. Hay là từ ngữ chỉ mùi vị như là thơm này, chua, cay, mặn, ngọt thì đều là những từ ngữ mà chỉ đặc điểm. Vậy dựa vào đây thì chúng ta có thể dễ dàng để tìm ra được những từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn văn dưới đây rồi đúng không nào các em? Năm tháng qua đi, gốc phượng xù xì. Vậy thì từ ngữ chỉ đặc điểm đầu tiên ở đây chính là từ xù xì. Xù xì ở đây là đặc điểm của gốc phượng này. Cành lá thì sum suê. Thứ hai là sum suê này. Thứ ba là rợp mát cả một vùng trời. Từ ngữ chỉ đặc điểm thứ ba là mát. Mùa xuân cây trổ ra những nhành lá tươi non như lá me chua. Từ chỉ đặc điểm tiếp theo ở đây là từ tươi non. Và từ chua. Vậy là ở câu số 8 này chúng ta đã tìm được ra được 5 từ ngữ chỉ đặc điểm này. Từ thứ nhất là từ xù xì, từ thứ hai là sum suê, từ thứ ba là mát, từ thứ tư là tươi non và từ cuối cùng là từ chua. Các em hãy nhớ gạch chân những từ ngữ chỉ đặc điểm này vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B là em hãy ghi lại tên sự vật có trong hình dưới đây. Các em hãy cùng cô quan sát hình ảnh. Hình ảnh ở đây chúng ta có thấy sự xuất hiện của sự vật thứ nhất là cây xanh này. Thứ hai là con gà này. Thứ ba là cậu bé này. Thứ tư là có mẹ của cậu bé này. Và thứ năm là có sân cỏ đúng không nào các em? Vậy thì trong hình ảnh này chúng ta đã tìm được 5 sự vật. Sự vật thứ nhất ở đây chính là cây xanh. Sự vật thứ hai là con gà. Sự vật thứ ba là cậu bé. Sự vật thứ tư là mẹ. Và sự vật cuối cùng là sân cỏ. Các em hãy ghi lại 5 từ ngữ chỉ sự vật trong bức tranh này vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 9.
Câu 9, em hãy điền N hoặc L thích hợp vào chỗ trống và giải câu đố dưới đây. Thứ nhất, hoa gì ô vuông ở giữa mùa hè, trong đầm thơm ngát, che được đầu. Vậy thì chúng ta hãy cùng điền chữ N hoặc là chữ L vào ô trống ở dưới đây các em nhé. Thứ nhất, hoa gì nở giữa mùa hè? Chúng ta sẽ điền chữ N. Trong đầm thơm ngát, lá che được đầu. Các em hãy lắng nghe cô đọc lại câu thơ một lần. Hoa gì nở giữa mùa hè? Trong đầm thơm ngát, lá che được đầu. Vậy thì loài hoa ở đây chính là loài hoa gì các em nhỉ? À, đó chính là loài hoa sen, có mùi rất là thơm các em ạ, và có nhiều cánh và màu sắc cũng rất là đẹp. Vậy thì câu đố ở đây chính là loài hoa sen các em nhé. Hoa gì nở ở giữa mùa hè, trong đầm thơm ngát, lá che được đầu? Ở đây chính là loài hoa sen các em ạ. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 ở đây là nối sự vật với đặc điểm thích hợp. Cô có các sự vật như sau là thân cây, lá cây và hoa. Đặc điểm ở đây cô có các đặc điểm như sau: xanh biếc, sum xuê, xanh nõn, non tơ, tùm, vàng tươi, hồng thắm, tím tím, đỏ rực, to, cao, trắng, bạc phếch, xù xì. Thứ nhất là sự vật thân cây. Thân cây ở đây thì như thế nào các em nhỉ? À, thân cây thì chắc chắn sẽ phải to, cao rồi, bạc phếch hoặc là xù xì đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ điền thân cây với các từ ngữ chỉ đặc điểm ở ô thứ 3. Cành lá thì sẽ có đặc điểm là xanh biếc, sum xuê, xanh nõn, non tơ hoặc là tùm. Vậy thì chúng ta sẽ nối sự vật cành lá với các từ ngữ chỉ đặc điểm ở ô thứ nhất các em nhé. Và cuối cùng ở đây là hoa. Hoa thì chắc chắn là vàng tươi, hồng thắm, tím tím hoặc là đỏ rực rồi. Các em hãy nối lại giúp cô. Vậy là trong bài này chúng ta đã tìm được những đặc điểm của thân cây, cành lá và hoa rồi đúng không nào các em? Thân cây thì chúng ta chắc chắn có một thân cây rất là to, cao này, chắc này, bạc phếch hoặc là xù xì. Còn cành lá thì sẽ xanh biếc, sum xuê, xanh nõn, non tơ hoặc là tùm. Và hoa thì chắc chắn sẽ là vàng tươi, hồng thắm, tím tím hoặc là đỏ rực. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 là phần nghe viết. Trong phần nghe viết này các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ, sau đó các em hãy viết lại vào vở bài tập của mình các em nhé. Bài thơ như sau: tặng cô bao đóa hoa hồng, tặng cô với cả hương nồng sắc xuân, tháng ngày dạy dỗ ân cần, cho bao thế hệ góp phần dựng xây, tiếng cô tưởng nhớ mới đây, xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương. Các em lưu ý, đây là thể thơ lục bát. Vậy những câu thơ nào mà có 6 chữ thì chúng ta hãy viết lùi vào một ô ly các em nhé. Và kết thúc một bài thơ thì cần phải có dấu chấm. Tuy nhiên ở bài này thì có xuất hiện của dấu 3 chấm thì các em phải ghi đúng. Các em chú ý là các em phải viết đúng chính tả và viết thật chậm các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần nghe nói. Trong phần nghe nói này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho câu hỏi. Em hãy nói và miêu tả về công việc của những người trong bức tranh dưới đây. Ở trong bức tranh này chúng ta thấy có sự xuất hiện là của các bác nông dân thì đang gặt lúa này, đang gánh gồng này hoặc là đang cày ruộng sâu đúng không nào các em? Vậy thì chúng ta sẽ có 3 từ gợi ý như sau. Từ thứ nhất là bác nông dân thì đang gặt lúa này. Từ thứ hai là có một bác nông dân thì đang gánh lúa này. Từ thứ ba là có một bác nông dân thì đang đi cày này. Dựa vào 3 từ gợi ý như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng miêu tả được công việc của các bác nông dân có ở trong bức tranh rồi đúng không nào? Cô sẽ đọc một câu để miêu tả về công việc của các bác nông dân ở trong bức tranh các em nhé. Trên cánh đồng, các bác nông dân đang miệt mài cấy lúa, ở đằng xa lại có bác nông dân đang cày ruộng sâu. Hoàng hôn đã xuống đến chân đồi, cũng chẳng thể cản được công việc của các bác nông dân. Vậy thì các em hãy dựa vào những từ gợi ý như là các bác nông dân cấy lúa này, các bác nông dân đang đi cày này, hay các bác nông dân đang gặt lúa này,
thì các em có thể dễ dàng để miêu tả được công việc của các bác nông dân có ở trong bức tranh rồi, đúng không nào các em? Vậy là cô và các em đã cùng nhau chữa xong các bài tập ở tuần 22 rồi các em ạ. Các em hãy nhớ ghi lại tất cả các bài tập mà cô đã chữa vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Và hẹn gặp lại các em ở những video sau.